Thưa các bạn, trong thế giới đa dạng, phong phú của thực vật, mỗi giống loài đều có những nhu cầu về dinh dưỡng cũng như môi trường, thời tiết riêng biệt. Có những loài thì chỉ mùa đông giá rét mới phát triển, ví dụ như cây tùng hay cây thông nhựa ở Việt Nam chẳng hạn. Ở nông nghiệp thì có cây khoai tây, hành tây, vân vân. Nếu thời tiết không có giá rét thì những loại cây như thế này không phát triển, thậm chí còn vàng lá đi. Ngược lại, nếu càng rét sâu đậm thì lá lại càng xanh mơn mởn. Còn có những loài thì nhiệt độ nền phải là mùa xuân và mùa hè mới đơm hoa kết trái. Na, bưởi, nhãn, vải là một ví dụ cho những giống cần mùa đông để ủ mầm, mùa xuân, hè là bật dậy, ra lộc, chỗ nụ, đơm hoa kết trái. Nếu chẳng may vì một lý do nào đó, nền thời tiết này thay đổi về nhiệt độ, khí hậu, thì sự phát triển ở những giống loài này bị hạn chế rất nhiều, thậm chí còn gây ra những hậu quả không ngờ như không ra hoa, kết quả. Tuy cây, cành lá và sự chăm sóc vẫn bình thường. Nếu bạn là người làm nông nghiệp, thì việc sâu bệnh phá hoại tràn lan chữa mãi không khỏi. Chăm sóc tốt, cây cốm cối vẫn còm cõi, mất mùa thu hoạch là một điều bình thường. Một vài năm lại xảy ra một lần. Đó là sự thay đổi âm thầm của khí hậu, tác động trực tiếp tới sự phát triển bình thường của cây trồng, mà sự cảm nhận của con người là không thể nhận biết. Cây hoa hồng của chúng ta có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới, không mấy khi cao hơn 30 độ vào mùa hè. Cho nên, nếu vào vụ phát triển mà vùng miền nào có khí hậu phù hợp, như Đà Lạt ở Việt Nam chẳng hạn, thì hoa hồng phát triển tuyệt vời. Vụ hoa hồng năm nay được coi là một vụ hoa thất bại toàn diện. Vụ hoa này được tính từ trung tuần tháng 8 năm ngoái tới thời điểm hiện tại. Tất cả những cây hay cho hoa hồng đều phát triển rất chậm chạp, sâu bệnh phá hoại lan tràn, nhiều cây cổ thụ chết cục bộ, nhiều cây to được đánh gốc sang chậu đúng mùa, đúng kỹ thuật vẫn phát triển không bình thường. Cho hoa hồng đang nói về những chậu hay cây hoa hồng được trồng ở miền Bắc Việt Nam, tính từ Quảng Bình trở ra. Còn trong miền Nam thì trung hồng không cập nhật được chính xác, cho nên không đánh giá được tác động thời tiết những tháng ngày vừa qua của hoa hồng trong bài viết này, vì khí hậu trong miền Nam ấm nóng hơn ngoài miền Bắc. Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2020, trung hồng lên sóng chia sẻ với các bạn bài viết số 117 với chủ đề khác lạ: buông bỏ để hoa hồng phát triển. Và trung hồng đã buông gần 300 chậu hoa của mình hơn 10 ngày nay, không quan tâm, không chăm sóc. Tại sao mình lại buông bỏ? Vì mình đã chăm sóc quá nhiều, phòng trị bệnh tới từng chân tơ kẽ tóc, vận dụng hết những kỹ năng mà vẫn không có kết quả. Vậy, buông bỏ để mặc xem phản ứng của những chậu hay cây hoa hồng này thế nào, có khi lại là một thử nghiệm thú vị mà rất nhiều bạn không dám làm. Mục đích là để cây hoa hồng tự chống chọi với thiên nhiên, xem hậu quả dẫn tới như thế nào. Qua đó, trung hoa hồng lấy tài liệu
chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn. Ngoài việc mình quay cho các bạn xem những hình ảnh chậu hoa hồng của mình cách đây ít phút, những chậu mà gần 2 tuần nay mình bỏ mặc, thì mình cũng quay lại những hình ảnh lịch sử của những chậu hoa này lúc bình thường, mà hoa vẫn nở lung linh, rực rỡ. Đây là cảnh quay những chậu hoa hồng trên sân thượng và dưới sân nền nhà mình, Tết 2019. Nó rực rỡ, ngào ngạt và làm mê mẩn ngay những người yêu hoa hồng khó tính nhất. Các bạn thấy thế nào ạ? Không hề chăm sóc đặc biệt, không hề có một kỹ năng huyền bí, chứ không muốn nói là tất cả không bằng sự chăm sóc, tỉ mẩn, đầu tư nhiều công sức như những tháng ngày gần đây. Thế mà sự rực rỡ và lung linh như các bạn đang nom thấy trên màn hình cũng là một ấn tượng không nhỏ với những chậu hoa hồng thuần nội trong con mắt rất nhiều bạn yêu hoa hồng. Đây là những hình ảnh chậu hoa hồng quay Tết năm 2019 tại vườn của chậu hoa hồng ở những chậu hoa hồng cổ thụ. Các bạn nom form, tán, lá nụ đều tượng trưng cho một loại hoa hồng nổi đặc sắc. Các bạn cứ hình dung những bông hoa như thế này khi nở ra thì sẽ thơm ngào ngạt và sẽ lung linh rực rỡ đến mức nào. Đây là những hình ảnh tư liệu các bạn nhé. Những chậu hồng nhung 2 năm tuổi các bạn đang được nom thấy với màu sắc và dáng hình form cánh không thua kém hoa hồng ngoại, nhưng mùi thơm thì tuyệt vời các bạn nhé. Nếu các bạn nào đã là những người chơi hoa hồng nhung ta thì các bạn sẽ hình dung được khi những bông hoa, những nụ hoa, cành lá vươn to như thế này thì sẽ cho ra những bông hoa to như thế nào. Với một sự chăm sóc bình thường, không đầu tư mà hình dáng nó như thế này. Chú Hồng muốn quay những hình lịch sử này để cho các bạn tham khảo và so sánh. Lát nữa chú Hồng sẽ quay những hình hiện tại để các bạn qua những ảnh đó các bạn so sánh xem có những gì khác biệt. Bây giờ mời các bạn hãy về tư gia nhà chú Hồng 2019. Các bạn xem, tuy hoa chưa đẹp, không đẹp mấy ở cái thời điểm hiện tại, nhưng lá, cành và tất cả các thứ không hề có bất kỳ một loại sâu bệnh nào. Đây là cái hoa hồng ở Monaco, Pháp, và trên này là một cây hoa hồng có hàng trăm bông hoa các bạn nhé. Ở trên tầng cao, nắng nóng, được trồng trên một cái chậu vô cùng nhỏ bé, đường kính miệng có 43cm. Chú Hồng tự hào rằng đây là một công nghệ chăm sóc đặc biệt. Các bạn không thể tưởng tượng đây lại là một chậu hoa hồng tồn tại trên một nền khí hậu nhiệt đới nóng, các bạn ạ, mùa hè lên đến 5-60 độ. Mà lại trên tầng 2 trồng trong chậu nhỏ. Những hình ảnh chú Hồng còn giữ lại hôm nay có lẽ cũng minh chứng phần nào cho bài viết mà lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Hiện tại bây giờ các bạn nom
Những cái hoa hồng này bây giờ nó như thế này. Xác xơ, tiểu tụy, thậm chí vừa rồi nó bị bệnh quá nặng. Mình đã phải cắt trụi đi. Các bạn nom, cắt trụi đi để hy sinh những cái lứa mầm to mập, lấy những cái bộ lá mới. Nhưng vẫn không thoát khỏi. Mình quay thật kỹ để các bạn nom nha. Vẫn có bệnh đây này. Sau khi mình cắt thật kỹ, ra lứa mầm mới, nó vẫn bị nhiễm bệnh. Các bạn nom kỹ nha. Tại sao mình lại nhắc các bạn nom kỹ? Vì chỉ các bạn nom kỹ thì mới biết rằng có những thay đổi trong những ngày mình buông bỏ những chậu hoa hồng này. Chính vì sự cắt cụt và để hy vọng không quản bệnh tật nữa cho những chậu hoa hồng này. Nhưng sau khi mầm lên, nó lại bị phấn trắng, đã làm cho chậu hoa hồng chán nản. Và từ xuất phát, từ chỗ chán nản, cộng với một tư duy logic, buông bỏ để cho cây hoa hồng tự phản ứng với bệnh tật của chính mình. Và chậu hoa hồng đã buông bỏ những chậu hoa hồng này gần 2 tuần, chính thức nay là ngày thứ 13. Các bạn nom kỹ, tại sao mình lại chia sẻ với các bạn hôm nay buông bỏ để hoa hồng phát triển? Vì hình như những điều kỳ diệu đang xảy ra ở những cây hoa hồng buông bỏ này. Các bạn ạ. Các bạn nom kỹ. Mình tại sao mình lại bảo các bạn nom kỹ. Lớp lá bên dưới nó vẫn bị bệnh. Nó rúm rúm co co. Phấn trắng đó các bạn. Đó là những cái di tích còn sót lại ở những lúc nó mới ra. Mà nó vẫn bị bệnh phấn trắng khi đã cắt cụt cành. Còn khoảng độ 5-7 ngày nay, những cái nõn mới ra, mở lá, hình như nó không hề nhiễm bệnh. Đây là một điều đặc biệt, có thể chúng ta phải ghi nhận. Mà chậu hoa hồng đã thí nghiệm trên chính những chậu hoa hồng nhà mình để các bạn thấy những hình ảnh trực quan này. Nếu có thể, các bạn hãy áp dụng với những chậu hoa hồng nhà các bạn. Sự buông bỏ, không hề chăm sóc, không hề quan tâm đã tạo ra cho cây hoa hồng hình như một chất kháng thể nào đó chống chọi lại với những gì đang xảy ra trên chính bản thân cây hoa hồng. Các bạn nom kỹ những hình ảnh mình quay cho các bạn. Các bạn nom thấy lá bên dưới vẫn mốc trắng, những cái ngọn thỏ ra thì không hề bị nấm mốc xâm hại. Nếu như trước lúc bình thường chăm sóc phun thuốc thì nếu không khỏi, và nếu có khỏi thì những chiếc lá này cũng bị biến dạng vì đã bị nhiễm thuốc. Thứ hai là chiếc nón ra sau cũng bị rúm gió. Nhưng hiện tại không biết lý do gì. Nếu trùng lập là thời tiết đang phát triển theo chiều hướng thuận lợi thì đó là một sự trùng lập tuyệt vời các bạn ạ. Còn đã hơn 10 ngày nay, chậu hoa hồng không hề quan tâm, không hề chăm sóc mà nó như thế này. Chậu hoa hồng rất hy vọng. Kỹ thuật và kỹ năng cộng với những sự logic mà đôi khi trong tự nhiên xuất hiện chúng ta không bao giờ nghĩ tới, lại là những kinh nghiệm mà mỗi chúng ta có thể áp dụng được trong những chậu hoa hồng của chính mình. Chăm sóc thái quá, chăm bón nhiều quá, cũng đưa hoa hồng đến những chỗ không thể phát triển. Các bạn nom kỹ, những mầm lá của những cây hoa hồng sau khi chậu hồng buông bỏ này đều có một màu mới, lá mở mới, không hề bị nhiễm bệnh. Thưa toàn thể các bạn, với tiêu đề buông bỏ để phát triển cây hoa hồng, Trung Hoa Hồng muốn truyền tải tới cho các bạn một thông điệp, và không phải ai cũng có những cái thông điệp đó để truyền tải cho các bạn bằng những hình ảnh trực quan như thế này. Nếu đúng là cây hoa hồng tự sinh ra một chất miễn nhiễm với bệnh tật khi bị buông bỏ, thì đó cũng là một bài thuốc tuyệt vời để cho mỗi chúng ta
học tập, nhất là Chúa Hồng đang áp dụng. Thưa các bạn, 15 phút những hình ảnh và những thuyết minh của Chúa Hồng vừa mới truyền tải tới cho các bạn. Rất có thể nó sẽ làm cho một số bạn sửng sốt, thậm chí không tin được. Nhưng đó là sự thật, các bạn đang được mục sở tị trên màn hình. Chúa Hồng hy vọng những thử nghiệm này của mình sẽ giúp ích các bạn phát triển và chăm sóc, bảo vệ cây hoa hồng của các bạn ngày càng chuẩn hơn, tốt hơn. Nếu thấy bài viết này là hữu ích, mời các bạn hãy đăng ký kênh của Hà Trung Cuộc Sống và Kỹ Năng. Hãy chia sẻ với bạn bè của các bạn. Hãy nhấn chuông, like để mỗi khi Trung Hoa Hồng lên sóng, những cái bài viết về chăm sóc hoa hồng của Trung Hoa Hồng sẽ tới ngay thiết bị của các bạn. Trung Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết số 117 này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.